Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2024. Thì chùa Hội An Đức được chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho hai hoàn cảnh dưới đây. Hai mẹ con của bà Hương do cô gái ẩn danh ở Sài Gòn quận 1 hỗ trợ là 500 ngàn lần thứ 83. Và cô Lộc do chị Ngọc Lâm hỗ trợ là 600 ngàn lần thứ 83. Thì cô cũng xin đại diện cho hai hoàn cảnh cảm ơn hai nhà tài trợ đã hỗ trợ cho hai hoàn cảnh này. Chúc quý vị và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, an lạc, hạnh phúc và mùa vu lan tròn đầy hiệu hành. Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn Hội Thánh Đức Chùa Đồng Phú. Cảm ơn em gái ân danh ở quận 1 tận tình giúp đỡ cho mẹ con bà chị 1 tháng 500. Xin Phật cảm ơn. Dạ, cảm ơn mong cho nhà sáu trăm. Nam Mô Phật. Đại diện địa phương cảm ơn hai nhà tài trợ đã tài trợ hai hộ khó khăn trên trăm hơn hai nhà tài trợ và chúc gia đình sức khỏe, sức khỏe hạnh phúc và cảm ơn.